Với cái dòng xe mà các bác đã có dạng bi này rồi nhưng mà nó chưa phải là bi LED các bác nhá. Đó, thì đa phần nó sẽ sử dụng là cái bi projector nhưng mà nó vẫn là sử dụng cái dạng bóng. Đấy, đây. Nó là bóng halogen như thế này. Nên vì sao các bác đi thì nhìn nó sẽ đẹp thôi, nhưng mà thực chất thì nó không cải thiện được ánh sáng là bao nhiêu. Đó, thì với những dòng xe này thì khi mà các bác nâng cấp lên bi LED ấy, đó, thì nó sẽ là lắp nguyên zin luôn nhá. Đấy, tháo cái bi cũ và lắp như này để nguyên zin luôn. Đây, bi cũ của nó. Và sau này các bác muốn về zin, các bác có thể nâng đời xe mình thay thế được ạ. Đấy, thì các bác có thể chỉ nhấc cái bi này ra thôi, lắp bi cũ vào. Đấy, và bây giờ các bác, em sẽ cho các bác xem cái ánh sáng thực tế của chiếc bi LED khi mà nâng cấp nhá. Đấy, với chiếc Vios này thì đã được nâng cấp cái bộ bi LED X-Line V20. Đó, các bác có thể thấy với cái tầm ánh sáng cốt này, thì cái mặt cắt cốt của nó thì nó sẽ cho ánh sáng đậm và rộng hơn, đúng không ạ? Đấy, so với cái đèn nguyên bản của xe này. Đó. Nguyên ở mặt cốt này nó sáng gấp 4 đến 5 lần so với cái đèn nguyên bản rồi các bác. Đó. Thì đây. Khi mà các bác chạy di chuyển vào đèn không có đèn đường này. Đấy, đây là ánh sáng pha này, đúng không? Pha thì nó sẽ có tâm hơi ngả vàng một xíu, thì cho cái ánh sáng của mình ấy khi các bác mà di chuyển vào cái cung đường hỗn hợp nó được tốt hơn. Ví dụ có sương mù nhẹ hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn có thể đi được với cái ánh sáng này. Đó. Đấy, chứ nó không phải là ánh sáng trắng nguyên bản nha các bác nhá. Đấy. Bác nào mà đèn xe quá tối thì các bác muốn nâng cấp mà chưa biết địa chỉ nào nâng cấp uy tín thì các bác hãy nhớ tới Agala các bác nhá.